Yo, xin chào tất cả những các bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lãi ở đây. Đến với video ngày hôm nay thì chúc các bạn đang xem video có một ngày thật tốt nhá. Thì vẫn là cái hành trình đi leo tốt súng cùng viewer của mình đấy các bạn. Hôm nay thì các bạn ngoài bạn số 1 tên gì khó đọc thế. Bạn số 3 là Joycy và bạn số 4 là Bi. Bạn số 1 thì anh em nào mà dịch nổi cái tên kia anh em comment cho mình biết với nhá. Khó quá khó. Yuen này. Uyên à? Đâu phải. Hơi hơi khoan. Trời. Bắn cover mà tôi được kill này anh em ơi. Còn đây, còn đây. Được cái là đồng đội mình trận này có mic. Nhưng mà mic cũng có vẻ như là hơi ồn ào một tí. Tắt mic bạn đi thì hơi ngại, mà không tắt mic đi thì nó hơi ồn. Không biết sao luôn. Để chạy kìa, để chạy kìa anh em ơi, để chạy kìa. Rồi, yếu rồi đấy, yếu lắm rồi, yếu dã man rồi, một máu rồi, lên đi anh em ơi. Lên đi, mình cover cho. Đúng rồi, đấy, không phải thế chứ. Ôi, còn địch nữa hả? Trong nhà. Rồi, Lia Oriana. Trời ơi, cái tên nghe như kiểu Oriana trong Liên Minh Huyền Thoại ấy nhở. Yếu một này. Một team hai người nha, ít nhất là hai người nha. Rồi xong, ông đồng đội tôi. Ê, cái chảo rồi. Rồi, gục một này. Đây đây đây. Hay quá rồi chị ơi. Vậy đi. Sắp chết rồi đó. Chờ tí mình cứu. Tôi thấy rõ này bạn. Rồi không có. Đô. Anh ca ớt chứ cầu vời. Đấy, con người này. Rồi, cái chân trái kia, rồi đây. Lượm. Bay với chúng tôi trời à. Trời ơi. Gục rồi, nhưng mà có người thôi sao ấy. Hay quá. Ê, đằng sau có người này. Đằng sau có người anh em ơi. Giết người các bạn, giết người tôi. Rồi, gục rồi. Tụi bộ nó giết vậy. Gục rồi. Có người à? Hình như là thanh niên đấy không có mũ giáp gì sao ấy, bắn tam mát mà tam nó nổ lên như thế thì sao mà đỡ được. Trên cái liệu chưa? Xong rồi mà. Đồ nhiều quá. À đây rồi. Ê, sao lại không nói ơi. Có địch này anh em ơi. Tôi đang bị quây rồi đây này. Chả xuống dưới. Rồi, một bé gục. Trời. Vẫn còn nha. Ui. Đồng thế nhờ. Đây. Ngoài này có một cháu này. Để mất tiêu đồ rồi đấy. Cầm đi. Rồi. Tạm thời thì mua tí đồ cái đã. Đây. Nhảy xuống gì rồi. Đừng chởn, nghe giật máu. Qua đây bạn ơi. Ô, chạy đâu vậy? Chạy, tùy à. Xong rồi. Đấy, có thêm một team nữa liền. Gruza, nhưng mà mình đang leo Pharmat chứ mình không leo Gruza. Lâu rồi không bắn lại cây Gruza cũng thấy nhớ ta. Nhưng mà đang phải tích cực leo cây Pharmat. Pharmat không biết mùa này anh em leo ghê quá. Đủ mãi mà cứ lên cao một tí. Mình mới lên là top 50 thôi. Đang cố gắng lên tới top 10 đây. Chẳng biết là tới cuối mùa có lên là top 10 hay không. Chưa tới hết một tháng mà anh em đã gấp đôi điểm mình rồi. Đâu có được tốc hoài nha. Hay quá. Ồ
cậu mẹ tao đi rồi. Tập không? Đi chơi chơi cái gì đấy? Mất rồi đó. Bắn đâu ấy? Ngắm ngắm bị bắn đâu ra? À kia. Đây. Bên trên còn nhưng mà có vẻ hơi xa. Tu nhiều quá nên là lại tiếp tục mua đồ thôi. Đây. Chỗ đồng đội mình có người. Bắn đi, đây để mình. Rồi, không rồi. Hình như là một bạn nữ. À đây, đây còn nữa này. Rồi, đi. Sơn cung tè. Bên đây anh em ơi, bên đây anh em ơi. Cục 1 này. Cục 1 rồi còn 2. Rồi gục 2. Ui giời, tôi lúc nhanh quá. Ok, bỏ dài cho các bạn nhá. Cái này đồng đội bắn có vẻ cũng hơi căng. Ui giời ơi, cái cổng trời kìa, nó đông kìa anh em ơi. Có đi, xuống đây rồi. Ui, con vừa hay quá nhờ. Trời. Xung quanh đây toàn là người thôi. Bên trong chắc là nhiều á. Bạn số 3 gục rồi, Nhung ơi. Rồi, gục. Ê, có người quan đó kìa. Có người quan đó nha anh em ơi. Có người quan đó nha, nhưng mà có một người thôi chắc chơi được. Trời ơi. Đâu rồi? Hay quá Tín Trường ơi. Nãy giờ là cũng cho tôi mình cũng nhiều phết rồi đấy. Rồi. Cứ máu đi bạn. Từ từ bình tĩnh. Khu này đang đông mà. Ủa? Linh nhà. Gục rồi, có người à. Rồi đi thôi. Kiếm địch thôi anh em ơi. Cái tàu lượn ấy nguy hiểm lắm. Coi bàn đấy. Rồi. Thêm cái bóng. Bên kia có người kìa. Có qua trăm vô một hộp không tính ngay. Qua luôn đi, ngại ngùng gì. Ê, bạn số 4 cũng đang bị bắn nha. Ê, có người. Đây rồi, thấy rồi. Chắc là đồng đội của các bạn mà bắn các bạn của mình. Rồi, 1-2 người, có 2 người nha anh em ơi. Ơi, trúng xuống luôn cơ à. Số 1 này. Bắn đi mình cover cho. Rồi cùng 1 này. Yeah, có xe xuống nữa kìa. Còn 2 à. Anh em cứ bắn đi, cover để mình. Đây rồi, thanh niên cover đây rồi. Ok, đi. Đang bắn vui mà tính chạy. Chạy làm sao được. Tính thì vô sướng. Đi máy bay này hết không bây giờ. Ê, có người. Ê. Đặt quả keo rồi đi lọt keo rồi ta. Ôi dồi ôi, bo lại thu rồi kìa. Không có farm mát à. Bắn tạm AK đi. Đây. Gục. Rồi, xong này. Không có pha mát anh em ơi. Nhưng mà chắc mình nghĩ là pha mát đủ đam rồi đấy. Nãy giờ bắn cũng nhiều phết rồi. Ủa, trên tàu. Bo anh em ơi, bo này xa.
đồng đội tôi vẫn đang ham lút đồ ở cái chỗ cổng trời. Không vào bo nhanh tí nữa mà bị cam là ối rồi đấy nha. Cái đoạn này nó sẽ khá là trống đấy, chạy bo sẽ khá là mệt đấy. À núp à. À đây 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 đây. Rồi, đi ạ. Thôi. Cú 4 hi 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 luôn mới chịu ạ. Nhưng mà cú 4 này có vẻ là cú 4 Take rồi. Không phải là cú 4 gì mà nha mọi người. Dính này. Đấy, ngay mà. Rồi, rồi. Xong 2, xong 2, xong 2. Bên ngoài còn người à? Ừ, anh em ơi. Rồi, xong đồng đội tôi. Ở đây, để mình đi cứu. Được không nhé? Úi dồi. Trời ơi, trời ơi. Ok, lia rồi. Trời ơi. Nó rùa nhảy đầu luôn mà. Không sao, không sao. Đây có máy cứu mà, lo gì. Ờ, có thử cứu rồi. Mày ca dùm thôi chứ mày. Rồi, anh em xuống đi. Này, bên này có người nữa này. Yếu. Đây à. Có người cover luôn kìa. Có hai nha, có hai nha. Mình bơm máu cái đã. Bò thử luôn rồi đây này. Rồi xong rồi, xong rồi. Người một người nữa rồi à? Bò rồi, nó chết bò đâu. Mới vào bò đi. Tầm này chắc là các bạn sẽ không có liều mình ra ngoài bò cứu được nhỉ? Còn 11 người nữa. Ê, 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 đằng sau, đằng sau, đằng sau, đằng sau. Rồi, cùng này. Đây, để mình cứu, để mình cứu. Rồi. Cứ từ từ mà chơi thôi anh em ơi, không có gì ở bội. Đúng một. Còn. Kìa, chạy qua kìa. Hay quá, Tín ơi. Còn một team 4 này. Team kia đang chiếm cái mép đồi rồi. Chắc là mình phải công ra mình chiếm lại cái mép đồi thôi. Góc bên kia cũng có người nữa kìa. Thiếu một này. Team bên kia chơi hay nha. 4 thanh niên chiếm hết cái mép đồi. Phải công ra thôi anh em ơi. Ôi, được công lên luôn rồi đây. Ôi, mày đi. À, cứu rồi. Hồn thế nhở. Trời. Đồng đội của tôi ơi. Anh em bị... Trời ơi. Trời ơi, anh em của tôi, anh em công lên thế này là chết dở rồi. Trời ơi. Thu cả nào rồi. Tự nhiên tôi cùng nó mốt. Tiếc ghê ta. Đồng đội mình công lên mà mình chưa kịp làm gì luôn. Rồi, chắc là đến đây thôi anh em ơi. Mình cũng xin phép kết thúc clip đây nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Bye bye.